Bạn. Tôi tên là Anna. Tôi tên là Minh. Tôi tên là Phóng. Tôi tên là Ngọc. Bạn. Tôi tên là Quang. Wow, ba bạn đứng giữa. Tôi tên là Cuội. Các bạn ơi, hôm nay là video sự trở lại của Anna Cuội và có 8 thành viên các bạn ạ. Sẽ chia ra làm 2 đội để chơi trò chơi cướp cờ. Đúng rồi các bạn ạ, đó chính là trò chơi cướp cờ. Các bạn ơi, đội đầu tiên sẽ do bạn Minh làm đội trưởng nhá. Oh yeah. Và đội thứ hai sẽ do bạn Linh làm đội trưởng. Come on. Nào, chúng ta sẽ về vị trí của mình nhá. Bắt đầu. Come on, come on, come on, come on. Các bạn ơi, đây là đội đầu tiên và vị trí của các bạn đấy nhá. Anna là số 4 này. Bạn, bạn số 3. Bạn, bạn số 2 và bạn số 1 này. Bạn là đội thứ hai nhá. Với bạn đội trưởng là đứng số 1, Phóng số 2, bạn áo xanh số 3 và bạn cuối cùng áo kẻ là số 4 nhá. Nào, tất cả đứng vị trí nào. Bây giờ như thế này nhá. Chúng ta sẽ có tất cả là 5 lượt chơi. Lượt chơi đầu tiên sẽ dành cho số một chút, nhưng mà thật sự là các bạn chơi cũng rất là tốt và có chiến thuật. Mỗi cái là phút cuối đấy thì bạn Ninh bạn ấy cầm về để bị bạn Phóng bắn tóm. Và sau đây là một màn rất là quan trọng, đó là màn trao phần thưởng. Đây là phần thưởng, 4 phần thưởng to dành cho 4 bạn thắng cuộc nào. Đây, chúc mừng con. Chúc mừng con. Chúc mừng nha, rất là giỏi. Và các bạn ơi, ra là đội thua cuộc không được phần thưởng đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ phát cho các bạn mấy phần thưởng nhỏ nhỏ để cổ vũ và động viên cho các bạn ấy nhá. Đây, chúc mừng con. Chúc mừng con nhá. Chúc mừng con. Đây, con gái. Ta không còn con ơi. Các bạn ơi, chúng ta sẽ hẹn gặp lại trong một video tiếp theo của kênh Anna Cuội nhá.